Thời gian gần đây, cộng đồng mạng phát sốt trước clip Hà Thính, ngọt ngào, đáng yêu của một hacker có biệt danh bông dẻo Coco trên TikTok. Trong clip, cô nàng nói những câu tỏ tình cực đáng yêu: trứng rắn cần mỡ, bắp cần bơ, yêu không cần cớ, cần cậu cơ hay anh ơi, gió đông cận kề, bao nhiêu lớp áo chẳng bằng lớp anh, cùng những cử chỉ và biểu cảm dễ thương. Ngay lập tức, câu nói này hiện đang lan tỏa và trở thành hot trend trên mạng xã hội, và được nhiều người sử dụng. Và nổi tiếng với tài bắt trend, mới đây, Triệu Nhi cũng vừa làm clip cosplay màn Hạ Thính viral trên. Tuy nhiên, với bản tính lầy lội vốn có, nữ diễn viên anh trai yêu quái lại khiến người xem nổi da gà, bởi giọng điệu cực dẻo cùng giọng cười đặc trưng. Trong phim Phu Quy Đại Náo, Triệu Nhi trở thành cây hài chủ đạo của phim với nhiều màn Hạ Thính, đỉnh cao, câu nói hài hước, bất ngờ, let's love us, why?